Xin chào cả nhà. Thì hôm nay ba của Sen cũng ổn định rồi nè cả nhà ơi. Có thể là vài hôm nữa thì ba của Sen sẽ được xuất viện về. Lúc mà trở thành bệnh nhân nặng thì sẽ ở một phòng hai giường. Thì ba của Sen ổn định hơn rồi thì ba của Sen đổi qua một phòng ba giường nè cả nhà. Ba của Sen may mắn là nằm sẽ thấy về hướng bà mẹ Quan Âm phù hộ nè cả nhà. Nằm nửa tháng ở bệnh viện thì hôm nay ba của Sen chính thức được ra viện rồi nha cả nhà ơi. Thiệt sự rất là mừng luôn. Ba của Sen cũng khỏe lên rất nhiều, cho nên là Sen đã thuê xe từ Sài Gòn về Cà Mau luôn nha. Vì bao xe thì nó sẽ dễ dàng hơn là đi xe giường nằm. Bao xe có thể mình muốn ghé đâu thì ghé. Có khi ba Sen đói bụng hoặc là mắc vệ sinh thì bác Tài cũng có thể ghé chỗ nào mà gần nhất tấp vô đó là cho ba Sen đi vệ sinh hoặc là đi ăn đi uống đồ được. Chiều về cái nói như vàng hai anh em nhậu được. Thôi mày phải. Ba gì quỷ. Để nó nhậu chỗ khác hả? Ba mẹ của Sen là vậy đó cả nhà, sáp lại là cãi nhau à, mà xa nhau thì nhớ. Cuối cùng thì cũng tới nhà rồi nha cả nhà. Thả ra đi. Mới về tới. Đây nè, đây nè, đây nè. Rồi ơi. Ok. Quá mệt rồi. Nhớ mẹ dữ rồi. Ôi ơi, con cười gì vậy? Cái gì vậy đó? Và món cua nữa. Quá trời luôn. Rồi cưng. Để quá đi. Đứa nào cũng thương hết á. Nha. Thương. Thôi nè. Thương lũ nhất nè. Lụ là ốm tâm mình. Không ăn không uống gì. Thôi nè, không cắn nhau nè. Rồi biết rồi. Yeah. Quá trời anh tị vậy. Không ăn cua nữa. Không cười sao nữa. Không cười. Không cười.
ba con như vậy. Đáng yêu ghê chứ. Trời ơi cắn. Trời hỏi à. Ôi, ông ngoại bị thương rồi đó. Thương ngoại không? Thương gì gặp đầu ai? Trời ơi. Biết ông ngoại bị bệnh đó mọi người. Lại à. Trời ơi, cưng không? Không dám đau đâu nha. Không dám để tay lên đâu nha. Biết đau á. Đau đó nha. Ông ngoại đau nghe không? Ồ, cưng không mọi người? Trời, nằm kế ông ngoại luôn. Biết ông ngoại đào nó trời. Trời ơi coi nó kìa. Con bắt kìa mẹ. Biết ông ngoại đào á nằm kìa trời. Cá nó thấy lại. Cá là hai.